Theo các IAO Uber này, ngoài một số lời công kích, phần đông người hàng đều đồng tình với các biện pháp phòng chống dịch bệnh sát sao tại Việt Nam. Vài ngày sau khi 18 trên 20 người Hàn Quốc đến Việt Nam bị buộc đi cách ly trở về Hàn, dư luận vẫn sục sôi chuyện có hay không việc khu cách ly quá tệ, và cả câu chuyện về chiếc bánh mì bị chê bai. Không ít những ý kiến trái chiều được đưa ra, các cư dân mạng hai nước cũng có những màn đấu khẩu căng thẳng nhất là trên mạng xã hội Twitter. Vào ngày 28 tháng 9, đồng loạt có nhiều IAO Uber Hàn Quốc thường xuyên làm video về chủ đề Việt, khá quen mặt với cộng đồng mạng Việt Nam như Seri Hiedri, ông chú Hàn Quốc, anh Hong Sài Gòn, Janioi TV hay Robin, đã đăng tải bài viết video xin lỗi Việt Nam kèm theo đó là hashtag Apologieto Việt Nam. Các IAO Uber này đều có một lượng lớn fan Việt theo dõi trên kênh YouTube của mình. Ông chú Hàn Quốc lên tiếng xin lỗi và cả những IAO Uber Hàn thường xuyên đăng tải nội dung về Việt Nam. Nhiều người đã phải nhận gạch đá trên trang YouTube sau vụ việc 20 người Hàn đến Đà Nẵng IAO Uber Seri Hiedri đăng tải một bài viết dài nói về vụ việc. Các IAO Uber này cho biết họ không đồng tình với cách hành xử của 20 người Hàn Quốc và kênh tin tức ITN và cảm thấy cách ly và việc cần thiết. Một số IAO Uber còn cho rằng ITN thực sự đã biên tập nội dung gây hiểu lầm, dịch cách bình luận đứng về phía cộng đồng mạng Việt của các netizen Hàn. Bên cạnh đó, các IAO Uber này kêu gọi mọi người đừng ghét tất cả người Hàn Quốc vì nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu. Được biết, trong vài ngày qua, các kênh của IAO Uber Hàn cũng nhận một số gạch đá đi là vì vụ việc 20 người Hàn, bài viết của Seri Hiedri. Nhiều bình luận chỉ trích 20 người Hàn của chính netizen xứ Củ Xăm được các IAO Uber tổng hợp lại và dịch ra tiếng Việt. Trong video ông chú Hàn Quốc chia sẻ, anh đã cúi đầu xin lỗi nói rằng, mình hy vọng các bạn sẽ không ghét tất cả người Hàn Quốc. IAO Uber nổi tiếng Seri Hiedri cũng viết trên trang cá nhân rằng, những người Hàn Quốc đi Đà Nẵng lần này phải tự kiểm điểm bản thân mình. Video liên quan đáp lại động thái của các IAO Uber Hàn, cộng đồng mạng Việt đã để lại nhiều bình luận an ủi, khuyên họ đừng nên buồn phiền và không cần xin lỗi trong khi họ không phải người sai. Tuy nhiên, các cư dân mạng khẳng định vẫn sẽ chiến tới cùng nếu kênh tin tức ITN không thừa nhận lỗi sai của mình. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Us,